Bây giờ mình sẽ test cái đèn Aozum 3 màu nha, đèn Focusrite 2.0 in của thằng Aozum á. Đây là mình là hai đèn nha. Bây giờ mình đang test bây giờ cái đèn này đang là đèn zin của CB650 nè. Đó, Crossfire nè. Mình đang quay ở chế độ thiếu sáng nha. Còn chế độ mà sáng bình thường á. Mang chó này nó sủa quá. Đó, đây chế độ sáng của đèn nè. Rồi chế độ pha nè. Đó, đây chế độ pha nè. Chế độ cốt nè. Nó có 3 màu nha. Màu 6000 nè. Màu 4300 nè. Và màu này là màu 3000 nè. 3000 lumen thì nó sẽ vàng hơn. Cái màu này nếu như mình đi trời mà trời mưa hơi đường hơi ướt á, hơi đen xíu á là đi cái màu này rất là bám đường nha. Cái màu này á thì đi trời sáng được ok. Còn cái màu này á là mình đi mưa hoặc là đi trời sáng đồ cũng được luôn. Tránh ra con, tránh ra cho ba quay xíu đi. Đó, nó là sẽ có 3 chế độ 3 màu. Chỉ khi mình tắt, mình mở lên là nó sẽ đổi màu khác. Còn cái đèn pha là nó vẫn có một màu thôi. Đèn pha mình bật lên nè, nó chỉ có một màu thôi, là màu trắng thôi. Đó, pha rất là xa luôn nha. Pha này là pha tới mặt của mấy ông lái xe tải luôn á. Nhưng mà cái đường cắt nè, mọi người thấy đường cắt nè, như cái chỗ cái em bé này đứng nè là không có qua khỏi cổ luôn nè, là ở dưới cái phần chân nè. Đó, nó chỉ tới phần chân thôi. Còn pha lên nè, đó, pha lên là tới cái mặt. Còn nếu như mình đi mà đi bình thường á, mình bật chế độ cốt thôi là cái đường cắt nó cắt rất là ngọt luôn. Nó cắt ngang ở dưới mặt đường á, nó không có chiếu lên mặt của người đối diện nha. Đó, đường cắt của cốt rất là đẹp luôn. Mình có quay 2 clip. Một clip là chế độ bình thường, một clip là chế độ quay bình thường. Còn cái clip này mình quay chế độ bật chế độ là quay thiếu sáng, thì cái ánh sáng nó sẽ được cải thiện hơn nha. Thì mọi người coi cái clip của mình á, coi cái clip trước và cái clip này sẽ phân biệt được là cái đèn này nó sáng như thế nào á. Cái đèn zin của thằng CB này á là mình thấy nó cũng rất là sáng rồi đó, sáng hơn thằng Winner nhiều lắm á. Tại vì thằng Winner là nếu như cái đèn đường này mà như vậy á là bật lên gần như là cái đèn Winner không thấy luôn. Nhưng mà cái đèn CB này mình thấy nó sáng hơn gấp đôi của Winner rồi đó. Nhưng mà cái đèn của thằng Aozum này nó sáng dữ dội lắm đó, sáng gấp mấy lần cái đèn zin luôn. Bật lên một phát là không thấy đèn zin đâu luôn nè. À, thấy nè, thấy đèn zin đó, đèn zin nè. Rồi